Hello, xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và hôm nay thì nhân ngày mà DK đã được hoạt động trở lại thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia Việt Chin để có thể được giải đáp một số các câu hỏi mà các bạn gửi lên trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều nhá. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen với chị Chin một chút ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, thì trong cái thời gian vừa qua ấy, có rất là nhiều các câu hỏi mà các bạn đã gửi lên fanpage thì chị có thể giúp các bạn giải đáp một số các câu hỏi đấy được không ạ? Thì cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn rất là quan tâm đấy là sau khi phun môi bao lâu thì sẽ lên màu ạ? Sau khi phun môi ấy thì thường thì nó sẽ khoảng độ 45-90 ngày màu nó sẽ lên và ổn định. Bởi vì cái quy trình mà để mà đẩy màu lên thời gian đầu nó còn đào thải những sắc tố thâm ra ngoài. Đó, nên là khoảng độ 4 sau 45-90 ngày thì màu nó ổn định rồi. Đó mới là màu thật của môi mình nhé. Như vậy là sau khi thực hiện phun môi xong thì sẽ khoảng là 45 đến 90 ngày đúng không ạ? Thì môi của mình mới thực lên được cái màu ổn định nhất. Vậy nên là các bạn sau khi thực hiện phun môi thì hoàn toàn yên tâm và chờ đợi trong cái thời gian này nhá. Và cái câu hỏi thứ hai mà các bạn rất là quan tâm ạ, thì là nếu mà mình thực hiện phun môi xong nhá thì sau bao lâu có thể sử dụng lại son được bình thường ạ? Sau khi phun môi xong thì chỉ cần bong xong rồi là các bạn có thể sử dụng son được. Nhưng tuy nhiên là sau khi phun màu môi của mình tươi tắn hơn rất là nhiều rồi, nên là chắc là các bạn cũng không cần phải đánh son nhiều đâu. Với cả mình cũng nên hạn chế những loại son có chì ấy, nó sẽ làm đến cái môi của mình, nó ảnh hưởng đến 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 cái màu môi, kể cả mình lúc mình không làm môi thì những loại son có chì nó cũng sẽ làm môi mình bị thâm lại. Đó. Nên là không, tốt nhất là nên dùng những loại son dưỡng thôi, những loại mà son dưỡng nó có thành phần nguồn gốc tự nhiên ấy, thì nó sẽ tốt cho môi hơn. Chế sử dụng các loại son nhiều chì đúng không ạ? Vâng, đấy là câu trả lời của chuyên gia dành cho chúng ta. Và cái câu hỏi cuối cùng mà em sẽ nhờ chuyên gia giải đáp đấy là nếu mà đối với những cái môi siêu thâm ấy, thì chúng ta sẽ phải xử lý mấy lần ạ? Thường thì những môi siêu thâm thì mình sẽ khử thâm. Nếu mà bật tông ngay sau khi khử thâm thì mình sẽ vào màu luôn. Còn nếu mà sau khi khử thâm mà cái độ bật tông nó chưa cao thì sau 2 tháng màu môi của các bạn ổn định rồi, đỡ thâm rồi thì các bạn là DK sẽ mời các bạn qua để kiểm tra và vào màu. Nhưng mà tuy nhiên là cái màu mà mình khử thâm ấy nó sẽ rất là tự nhiên thôi, nó không không không, không bị bờ trắng môi hay như nào đâu. Nhiều bạn cũng lo lắng là khử thâm xong là môi trắng bọt ấy, sau khi khử thâm thì màu môi nó có một chút màu nhẹ nhàng tự nhiên rồi. Nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng gì cả. Đấy, thì như các bạn nghe chuyên gia chia sẻ nhá, và hiện tại thì ở DK ạ là đang có cái chế độ bảo hành là lên đến tận 6 tháng và không giới hạn số lần rậm, cho nên là khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi vì cái chế độ bảo hành này có thể nói là tốt nhất thị trường hiện nay. Và khi kể cả là đối với những cái trường hợp mà môi siêu thâm thì tại DK cũng đã xử lý được rất là nhiều ca thành công và các chị em đều hài lòng. Và nhân tiện đây thì khi chuyên gia đang thực hiện một ca phun môi cho khách hàng thì chúng ta hãy cùng giao lưu với chị khách hàng một chút để nghe cái cảm nhận thực tế nhất từ phía khách hàng nhé. Dạ em chào chị ạ. Chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết là chị tên là gì và đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Quỳnh, mình ở Trúc Quận Hai Bà Trưng ngay gần đây thôi. Thì trước khi đến với DK ạ thì chị có tìm hiểu DK kỹ không không chị? Có, mình có tìm hiểu nhiều nơi chứ. Thế thì trước khi đi thực hiện phun môi này thì chị có cái tâm lý lo lắng hay là cái nỗi sợ gì không ạ? Hoàn toàn không gọi. Thì tớ thấy là mọi người cũng làm ấy thì thấy cũng bình thường thôi. Như vậy là mình đã tìm hiểu rất là kỹ và mình hoàn toàn đặt lòng tin vào DK trước khi đến đúng không ạ? Thì chị có thể nêu một chút cái trải cảm nhận của chị khi đang trải nghiệm cái dịch vụ phun môi là chị có đau không này, hay là có khó chịu hay gì không ạ? Tớ nghĩ là sẽ đau, nhưng mà khi mà làm bạn ấy làm cho tớ thì tớ thấy bình thường lắm. Không đau. Không đau một tí nào. Thế mới hay. Thế chuyên gia bên em có nhiệt tình không chị? Có, chị rất nhiệt tình. Nếu mà đánh giá trên mức thang điểm 10 thì chị cho chuyên gia và dịch vụ của DK là mấy điểm ạ? 10 điểm. À, 10 điểm luôn ạ. Em cảm ơn những cái chia sẻ của chị nhé. Và đây là những cái chia sẻ rất là thực tế từ phía khách hàng. Và em mong là với sự hài lòng của chị thì chị cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều vị khách khác cho DK chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thì bây giờ em sẽ không làm phiền chị và chuyên gia nữa, thì em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện nốt môi cho chị. Và các bạn đang có vấn đề về mày, môi, mí hay là muốn tư vấn hay là thắc mắc gì thì cứ nhanh tay gửi thông tin hay câu hỏi về fanpage của DK để có thể được tư vấn và chăm sóc tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo ạ.